Lời chứng của Dr. Deborah Flynn Phần 5, bệnh dịch sốt màu xanh dương sẽ là bản án Vào ngày 5 tháng 7 năm 2017, lời Chúa đến với tôi rằng, bệnh dịch sốt xanh. Tôi hỏi Chúa về ý của Ngài. Và theo lốt nói, bệnh dịch sốt xanh sẽ ảnh hưởng đến con người, gây đột biến và làm suy giảm nhanh chóng cơ thể và các tế bào máu, đồng thời ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể nó sẽ được mua lại và sẽ lan rộng và hủy diệt nhiều sinh mạng như bản án cho cái ác và sự ghê tởm của những người không ngoan và cứng rắn ở mỹ và các quốc gia khác trên thế giới vì họ đã chấp nhận sự ghê tởm của sodom và gomorrah sự thờ hình tượng của ai cập và babylon và các quốc gia ngoại giáo cổ đại khác thậm chí còn hơn cả sự ghê tởm của sodom và gomorrah kỳ kẻ hủy diệt sẽ đến như ở sodom và ở gomorrah bệnh dịch sốt xanh sẽ là một bản án cho sự nổi loạn chống lại ta vị thần tối cao tất cả cơ đốc nhân chân chính phải thức dậy nếu bạn là đầy tớ thật của ta hãy sống lời ta nếu bạn là mục sư của ta hãy sống lời ta nếu bạn tự cho mình là tôi tớ trung thành của ta hãy sống lời ta vì vậy các bạn sẽ được cứu khỏi sự phán xét của Hoa Kỳ và các quốc gia khác, và khỏi kẻ hủy diệt. Vì ấn tính của ta sẽ ở trên trán các tôi tớ trung thành của ta, và sự che chở của ta bao quanh nơi ở của họ để ngăn họ khỏi những kẻ bất lương và kẻ bất chính, và sẽ che chở họ khỏi kẻ hủy diệt, Chúa là Đức Chúa Trời Phán. Sự trừng phạt dành cho những kẻ âm mưu chống lại Đức Chúa Trời Toàn Năng vào ngày 23 tháng 7 năm 2017. Chúa đã cho tôi thấy nhiều người và nhóm làm việc chống lại công việc của tay ngài. Và tôi đã thấy một âm mưu lớn chống lại nhiều nhà lãnh đạo của vùng đất mà Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng đã chọn để lãnh đạo nước Mỹ. Và tôi đã thấy sự tức giận của Chúa đối với những kẻ thủ ác và phản bội chống lại những người mà Chúa mà Chúa đã chọn bằng cách làm của chính ngài để lãnh đạo quốc gia này, nước Mỹ. Và tôi đã thấy sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng xuống những thủ phạm phản bội và nghịch ngợm này và Chúa phán, sự gian trá và nghịch ngợm sẽ phản tác dụng chống lại những người làm việc với chúng và tất cả những ai đồng lõa với nó, nó là con đường nhỏ. Một con đường dường như tĩnh lặng được coi là đương nhiên và bị bỏ qua sẽ đột nhiên bốc cháy thành ngọn lửa lớn hơn ngọn lửa trước đây và tiêu thụ nhiều ngọn lửa. Khi bạn làm việc chống lại ta, Đức Chúa Trời tối cao toàn năng, bạn phải chịu một sự phán xét cay đắng cho chính mình bởi chính việc làm của bạn. Nhưng bởi vì ta là Đức Chúa Trời công bình, ta cảnh cáo các ngươi nhiều lần bằng miệng tiên tri của ta và vô số thừa tác viên của ta, những người rao giảng lời thật của ta. Hãy coi chừng sự phán xét của ta, Chúa của các chúa phán. Sự phán xét của những kẻ thủ ác và những kẻ kích động cái ác vào ngày 18 tháng 8 năm 2017, lời của Chúa đến với tôi rằng, ta sẽ quét sạch những thủ phạm của tội ác trên vùng đất này và những kẻ đã kích hoạt chúng ta sẽ quét qua hoa kỳ và các quốc gia khác để phán xét những kẻ đã bán mình để cản trở công việc của ta bằng cách cản trở những kẻ mà ta đã chỉ định cai trị những người mà ta đã chọn bởi vì họ vẫn còn một số lương tâm trong trái tim của họ và không thúc đẩy cũng không tiếp tục duy trì sự ghê tởm của mỹ và các quốc gia khác và hơn thế nữa vì các tôi tớ trung thành của ta những người đang đau lòng trước lý do của sự giữ quá nhiều và sự ghê tởm đã tràn ngập vùng đất này đến tận bờ vực ta sẽ truy quét sạch sẽ những thủ phạm gây ra cái ác và sự ghê tẩm ở Mỹ và các quốc gia khác bởi bệnh dịch hạch, ôn dịch, dịch bệnh, sai lầm, thảm họa, nguy hiểm và nguy hiểm. Nhiều đến nỗi phần còn lại của thế giới sẽ phải kinh ngạc vì sự phán xét của ta sẽ truy đuổi và đánh bại những kẻ phản nghịch, ngoại trừ chúng thật sự ăn năn và trở lại khỏi điều ác và sự ghê tởm và khỏi làm ô uế đất đai và nơi tôn nghiêm của ta, Đức Chúa Trời tối cao phán phán quyết cho cuộc nổi dậy không thể được nhắc lại. Sự phán xét của ta không thể được nhắc lại và bàn tay của ta không thể buông lỏng phần thưởng tùy theo công việc của mọi người, mọi người già và trẻ mà họ đã thực hiện theo sự lựa chọn của mình. Ta là Đức Chúa Trời nhân từ, ta cũng là Chúa công chính. Nếu bạn là tôi tớ trung thành của ta, hãy xem rằng bạn luôn đứng về phía công bình. Ta biết những tôi tớ vâng lời của ta và ta trông chừng họ cả ngày lẫn đêm sẽ không có lối thoát nào cho những kẻ bất chính đã chọn cố chấp ở lại trong tội lỗi ngoại trừ người đó ăn năn hối cải và từ bỏ con đường phản nghịch của mình ai có tai để nghe hãy để người đó nghe ta là Jehovah đức chúa trời toàn năng cuộc sống của bạn và hơi thở của bạn nằm trong tay ta bạn ngủ và thức dậy bởi vì ta cho phép bạn bạn đi chơi mỗi ngày bạn đi du lịch và trở về an toàn bởi vì ta cho phép bạn Hãy từ bỏ đường lối bất chính của bạn và khỏi điều ác, thờ hình tượng và ghê tởm vì e rằng thời gian của bạn không còn nữa, chắc chắn sẽ như vậy nếu bạn kiên quyết tiếp tục con đường nổi loạn. Ta là Chúa là Đức Chúa Trời tối cao phán. Những người phản đối ban lãnh đạo mới của Mỹ đã được cảnh báo. Vào ngày 2 tháng 9 năm 2017, ngày Sa-bát, lời của Chúa đến với tôi rằng bởi vì donald trump đã tôn vinh tên của ta khi ông ấy tuyên bố một ngày cầu nguyện quốc gia ta sẽ ban phước cho ông ấy nhiều hơn nữa ta sẽ tha tội cho người và tội của quả thân mình tất cả những gì tôn vinh tên ta trong hộ gia đình của mình tất cả những ai cản trở ông và làm việc chống lại ông ta sẽ cho họ mắc phải một tai và phán xét vì chúng làm việc chống lại công việc của tay ta nếu bạn là đầy tớ trung thành của ta hãy cẩn thận rằng bạn không nên làm việc chống lại người đàn ông này Donald Trump, người mà ta đã chọn để cai trị đất nước này, kẻo bạn sa ngã vì lợi ích của ông ấy. Đôi mắt tôi kiên định nhìn anh ấy, tôi nhìn đường lối của anh ấy, và tôi thấy những gì trong trái tim anh ấy. Và trong chương 18 của Thi Thiên, các phước lành của ta, sự giải cứu của ta và những lời hứa của ta dành cho người ấy sẽ được tóm tắt và giữ vững nếu anh ta tiếp tục bước đi theo những con đường đẹp lòng ta. Ta sẽ khiến kẻ thù của hắn trở thành bạn của hắn và những kẻ nào tiếp tục ngoan cố chống lại hắn, chính là ta sẽ mắc phải một bệnh dịch về sự phán xét, Chúa của các chúa nói. Một thông điệp cho Israel và dân tộc của cô ấy. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, Chúa là Đức Chúa Trời phán với tôi, lời tiên tri về nhà David và sự ghê tởm trong đất và những kẻ gây ra chúng. Tại Israel, về phần nhà David, vẫn còn những người thuộc gốc David và một số người đang sống rải rác ở các nước khác ở nước ngoài. Nhiều người trong số họ đã bán mình để phạm phải sự ghê tởm của những kẻ ngoại đạo và đang làm ô nhiễm đất đai. Hãy xóa mình khỏi những điều xấu xa và ghê tởm mà bạn đã học được từ những người lạ và những kẻ ngoại đạo trong vùng đất bạn đang ở, và khỏi những nơi bạn đã đau buồn. Nhà của David và các bộ tộc của Israel trong Gia Cốc Đừng để ta dán cho các ngươi một trận dịch hạch vì sự ghê tởm của các ngươi và sự phản nghịch của các ngươi đối với các ngươi sẽ chọc giận ta như tổ phụ các ngươi đã làm trong đồng vắng. Bạn đã đăng ký và đã chấp nhận việc thờ hình tượng và sự ghê tởm của những vùng đất lạ, những vị thần lạ và những con người kỳ lạ. Bạn đã chấp nhận sự tôn thờ thần tượng, sự thèm khát và thực hành tình dục của những người ngoại đạo và các vị thần của họ các ngươi thực hành thói dâm dục độc ác của nam với nam, nữ với nữ là điều chướng mắt, đau buồn và ghê tởm trước mặt ta. Các ngươi thực hiện những việc làm xấu xa của những kẻ ngoại đạo mà ta đã cảnh cáo tổ phụ xưa của các ngươi khi ta đưa họ vào xứ Ca Ta cũng cho họ biết về hậu quả của việc không tuân theo lời ta và các điều răn của ta được truyền từ đời này sang đời khác. Những người Israel cổ đại không chú ý đến lời ta và những lời cảnh báo của ta và chọc giận ta, đã phải gánh chịu những hậu quả và sự hủy diệt to lớn mà chính họ đã gây ra bởi những việc làm của họ những lời cảnh báo của ta và hậu quả của việc bất tuân và nổi loạn vẫn đúng cho đến ngày nay và mãi mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác bây giờ bạn đã chọn để chấp nhận sự ham muốn đường lối và sự ghê tởm của những kẻ ngoại đạo và phục vụ các vị thần của họ để chọc giận ta ta sẽ cho phép bạn bị bắt bớ và bị hành hạ bởi kẻ thù của bạn, và bạn sẽ sống trong sự gia tăng sợ hãi và cô lập. Những quốc gia mà bạn đặt niềm tin và tìm kiếm sự giúp đỡ thay vì ta, Đức Giê-hô-va toàn năng, ta vĩ đại, sẽ đặt gánh nặng lên bạn bằng những yêu cầu không được hoan nghênh và sẽ bỏ rơi bạn khi bạn từ chối tuân theo. Nó sẽ là như vậy cho đến khi bạn thành thật và ăn năn hối cải, từ bỏ sự xấu xa và ghê tởm của bạn và không tạo điều kiện cho chúng kẻ thù của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và khủng khiếp hơn miễn là bạn vẫn kiên quyết và không ăn năn và bạn sẽ biết rằng ta là, và rằng ta vẫn là Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng Giê-hô-va, đấng thượng cổ hàng sống và trị vì mãi mãi. Và rằng ta không thay đổi cũng như không phù hợp với đường lối và ý tưởng của con người, hiện đại hóa điều ác, dục vọng, thờ hình tượng, và sự ghê tởm ta cũng không dung túng cho họ. Ta không phải là người tôn trọng mọi người, thậm chí không phải của những người được gọi tên ta khi họ rời khỏi các con đường của sự công bình và các giới luật của ta, Chúa là Đức Chúa Trời tối cao phán. Khuyên nhủ. Khi bạn đọc và nghe những điều mặc khải này của Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đừng cứng lòng, nhưng hãy tự tìm kiếm và ăn năn, từ bỏ những việc làm bất chính, hết lòng và hết linh hồn mà tìm kiếm Chúa là Đức Chúa Trời tối cao và làm theo đường lối của Ngài. Sống lời Ngài trong sự thánh khiết. Nếu bạn làm như vậy, Chúa sẽ thương xót bạn và tất cả những ai thật sự ăn năn và theo Ngài trong sự công bình trong gia đình bạn. Bạn sẽ không có gì để mất ngoài mọi thứ để đạt được. Hãy nghe và vâng theo lời của Đức Chúa Trời tối cao. Thánh, Thánh, Thánh là Đức Chúa Trời toàn năng. Hãy trung thành phụng sự Ngài. Https, manadivin.com, 2022 07 28